ngày 17 tháng 11, khu Đồng Minh, phường Phương Đông tương bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Đồng chí Đào Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố dự chúc mừng. Năm 2019, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã được khu đồng minh triển khai sâu rộng toàn diện và đạt những kết quả đáng khích lệ. Nhân dân trong khu tích cực đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Toàn khu có 74% số hộ có mức sống khá giả, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày một được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm. Qua bình xét toàn khu có 288 trên 297 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 97%. Thực hiện nghị quyết 287 của Hội đồng nhân dân thành phố, khu đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến trên 750 m2 đất từng nguyện tháo dỡ công trình để làm các tuyến đường giao thông liên tổ, liên khu. Khu đồng minh thường xuyên quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trong năm, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã thực hiện giám sát 6 công trình. Tại ngày hội, 37 gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục 2017-2019 và 5 cá nhân tiêu biểu của khu đã được khen thưởng các tri hội đoàn thể, tổ dân phố khu Đồng Minh cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2020. Nhân dịp này, khu Đồng Minh tiến hành hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu chức danh khu trưởng và ủy viên ban thanh tra nhân dân phường Phương Đông.